huấn luyện viên Luis Enrique. Tây Ban Nha mạnh hơn 4 đội tại bán kết, tiết lộ bí mật gây sốc của đội nhà. Tại Qatar, Tây Ban Nha đánh bại Costa Rica 7-0 trong trận mở màn, hòa 1-1 với Đức và thua Nhật Bản 2-1 ở vòng bảng. Đến vòng 1/8, đoàn quân của huấn luyện viên Luis Enrique để thua 0-3 trên chấm luân lưu trước Maroc sau 120 phút không có bàn thắng. Dù nhận kết cục đau đớn tại World Cup lần này, nhưng huấn luyện viên Luis Enrique vẫn tin rằng đội bóng của ông không thua bất kỳ đội nào ở bán kết. Điều này được Luis Enrique nói trên sóng livestream mới đây. Tôi nghĩ chúng tôi đã bỏ lỡ một cơ hội rất tốt. Tôi nhìn vào các đội ở bán kết, Pháp, Maroc, Argentina và Croatia, và tôi không nghĩ ai trong số họ giỏi hơn chúng tôi. Rõ ràng, Tây Ban Nha đã chơi một trận không hay trước Maroc, nhưng tôi có những mặt tích cực như việc trao niềm tin cho cầu thủ trẻ. Huấn luyện viên Luis Enrique cũng gây sốc khi bất ngờ tiết lộ ông muốn loại một cầu thủ Tây Ban Nha phải xem xét dự World Cup 2022 nếu được làm lại. Tôi nghĩ lẽ ra nên dành nhiều phút hơn cho Pablo Sarabia. Đằng nào thì chúng tôi cũng có thể thua, nhưng anh ấy xứng đáng được chơi nhiều hơn. Về đội hình tham dự World Cup, có một người mà tôi sẽ loại ra nếu được làm lại. Tôi sẽ lấy 25 người thôi, loại bỏ một người và lấy người khác. Mặc dù không công khai tên, nhưng chia sẻ này khiến người hâm mộ cảm giác huấn luyện viên Luis Enrique đã mắc sai lầm trong khâu tuyển chọn nhân sự. Ngay sau thất bại trước Maroc, ông Luis Enrique cũng đã từ chức huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha sau 4 năm gắn bó. Vị thuyền trưởng này cho biết muốn dẫn dắt một câu lạc bộ trong tương lai.